Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đương nhiên, có lương thực quan trọng như vậy nhất định sẽ có trọng binh canh gác. Phóng hỏa đơn thuần chưa chắc có thể thành công, ta có một kế. Quân cần sự phối hợp của Tiết gia. Vì muốn bảo vệ gia tộc ở loạn thế này, sẽ đem một nửa tài lực kinh doanh trăm năm của Tiết gia bỏ vào trong đó. Nhưng con đường này là đúng hay sai? Hay là nói, dưới cường quyền, Tiết gia căn bản không có con đường thứ hai có thể lựa. Tiết não, người cũng đừng buồn. Gần đây có tin tức truyền về, con gái Tiết Vấn Đình của người bị sơn tặc bắt đi. Không có tự sát để thể hiện sự trong sạch thì thôi đi, còn ở cùng với sơn tặc, cũng chả trách trong lòng của chủ thượng không thoải mái. Ơi, Tiết gia có lỗi với tướng gia. Con gái bất hiếu đó sớm đã bị ta đuổi ra khỏi Tiết gia rồi. Thế thì tốt, thế thì tốt. Chỉ cần làm tốt, tướng gia sẽ hiểu người. Ngươi đi mua lương thực, nếu như cần đại binh hộ tống, thế thì cứ nói với ta một tiếng. Đương nhiên, ta nhất định là sẽ không thu tiền của ngươi, nhưng những thuộc hạ kia của ta cũng phải kiếm một chút tiền vất vả, không nhiều, ba phần lợi nhuận là được. Đa tạ tướng quân, ân tình của tướng quân hôm nay, ta nhất định là sẽ ghi nhớ. Địa giới của Nương Châu này, không bỏ qua cơ hội kiếm mời. Hai. Vài ngày sau, thư phòng của phủ thành chủ thành cáp mở. Đại đương gia, mấy tháng nay gọi nhập ngũ hơn 4.000 người. Quân chính quy đã mở rộng đến 4 vạn người. Khinh kỵ binh, du kỵ binh, trọng kỵ binh và các loại kỵ binh khác đã mở rộng đến hơn 5.000. May mà nhờ Lạc Vương trại bắt ngựa hoang ở trong rừng núi đất hoang Nương Châu, mà phần tướng quân và Từ Linh Nhi muội tử có năng lực nuôi ngựa xuất sắc. Để không ít ngựa khó thuần phục cũng có thể gánh vác được chức trách chiến mã. Bây giờ có một hậu họa là quân chính quy thoát ly sản xuất, toàn lực huấn luyện, lương thực của mỗi kỵ binh ít nhất là cần 10 bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Nếu tính là một lượng lớn lương thực. Lương thực ngược lại không cần phải lo lắng, ruộng ở ngoài thành sắp đến vụ thu rồi, đến lúc đó bách tính sẽ đem một lượng lương thực lớn đi vào. Có lương thực đã không thể nào chứa được rồi. Còn vấn đề về số người của thành trì, chúng ta cần địa bàn lớn hơn. Sau khi đánh được Nương Châu thì có thể giải quyết. Uyển Nhi, có lương thực xây dựng xong chưa? Xây xong rồi, mấy ngày hôm trước đã bắt đầu thu lương thực rồi. Tiểu Anh, vàng bạc của trại Cáp Mô cũng không ít. Đội buôn có thể mua một vài lương thực ở bên ngoài hay không? Rất khó, dưới loạn thế này, cho dù mua được lương thực, cũng rất khó mà vượt qua cửa ải của các thành Nương Châu phong tỏa đưa đến trại Cáp Mô. Ơi, đây đều là địa bàn không đủ lớn. Cháy rồi, có lương thực đã bị cháy rồi. Nhanh đến dập lửa. Người đâu, nhanh đến đây. Nhanh đem nước đến đây. Nhanh đem nước đến đây. Đám cháy. Lập đội ngũ dập lửa. Tìm kiếm toàn thành. Tội phạm phóng hỏa vẫn còn ở trong thành. Giữ cửa. Một con ruồi cũng không thể nào để đi chạy thoát ra ngoài, phải bắt sống. Đáng chết, bọn họ lại phản ứng nhanh như vậy, đi thôi, nơi này không thể ở lại lâu được. Chia nhau ra mà chạy. Đường này không thông rồi. Ây, bất ngờ cái đậu xanh nhà người. Cao gia đao pháp. Phi báo hợp bích, thiên hạ vô địch.